Xin chào các bạn, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Xin Kẹo Vlog. Yeah, chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Và hôm nay mình sẽ làm một clip bản từ xì miên sâm bảnh. Và nếu ai thua thì sẽ phải uống một sữa hết hạn. Đây, hôm nay là ngày 19 tháng 4 nha các bạn nha. Các bạn nhìn rõ này. Ê, các bạn nhìn thấy chưa? Nếu ai thua thì phải uống hết một hộp này nha các bạn nha. Nếu thua lần thứ hai thì phải trộn uống nước sữa trộn với coca nha các bạn nha. Bây giờ mình xâm bảnh chuẩn bị bắt đầu chơi, các bạn đợi đi để chúng mình chuẩn bị em một. Sao bắt đầu? Nào, 1, 2, 3, 1. Ôi các bạn ơi, bây giờ mình phải đến sữa này các bạn ơi. Đấy, bắt đầu ơi. Đổ đây. Các bạn ơi, đừng nghe. Đổ cao vào. Sữa trộn coca uống tỉnh người. Xin mời các bạn nha. Yeah. Các bạn mùa bổ cho sức khỏe. Ê, các bạn nhìn đây này. Hết nha. Sữa hết ạ. Đây. Nhìn đi. Hôm nay là mùng 9 tháng 4. Ngày nay 2019, đây cũng là mùng 9 tháng 4 năm 2019 nha các bạn nha. Nha các bạn đây nha, uống hết rồi nha các bạn nha. 1, 2, 3. Một cốc nữa. Các bạn ơi, giờ là uống rồi các bạn ơi. Càng uống càng to sao? Ngoan các bạn. Thật sự ngoan đấy. Tôi uống kiểu khác, tôi không uống kiểu này đâu. Các bạn nha, nhớ uống cho một mình nhé. Chẳng nữa là tớ uống chỉ là một cốc sữa không trộn nơi cốc coca mà uống nửa một cốc sữa với một cốc này. Chẳng uống thành một chai luôn. Đây nha các bạn nha. Ngoài ơi. Không sợ uống hết hai cốc cổ, hai cốc nước coca rồi. Ngoan lắm các bạn ạ. Nào các bạn này, 1, 2, 3, xỉ. Ôi, sao các bạn này, uống rồi các bạn này. Nhưng mà hôm nay mình là hết nước coca nhá. Bạn này uống hết rồi, rồi chỉ uống chứ không. Nào, để mình đổ cho các bạn. Đây, không đổ, uống thẳng chai luôn. Không, đổ rồi, uống mẹo lắm. Uống thẳng chai. Ừ, đấy, cho bạn uống thẳng chai, uống đi. Sao mày uống đi. Đấy nha, có số thật đấy. Thật đấy. Đổ ra cho các bạn xem nè, các bạn này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Mời các bạn đi, mời các bạn nè. Mời các bạn uống đi. Mai này các bạn đi xem uống trầu các bạn nhỉ. Ui, ngon luôn. Đó lắm rồi, mình uống hai cốc ngon lắm rồi. À, để ra đây cho các bạn xem. Đây là sữa hạn các bạn nha. Uống ngọt mùi chả không biết con đi cái gì không các bạn ạ? Cái gì à, gọi là nước chảy cho ra này đi ngoài ra nước. Nào, bây giờ các bạn bắt đầu chơi à. Sô xì, sô xì. Đấy, bây giờ các bạn xong này uống tiếp nha bạn này. Ngồi uống chai. Không, uống như này chúng cho các bạn. Uống như này cho các bạn. Không được, tao không uống chai. Đây, các bạn uống. Nhưng mà chắc các bạn lừa ấy. Đây, uống tại một chiếc bóc luôn. Chị bóc nha. Đấy. Giờ bóc vỏ. Bỏ vào đi. Đấy, thêm một thứ. Đấy, uống cho chín cống. Đấy các bạn nha, bạc Sâm đang uống nha. Sâm cũng đi mời các bạn à, mời các bạn đi. Sâm mời các bạn uống đi. Kiên đau bụng. Hai, các bạn ơi, hai bạn Sâm bị rìa rồi các bạn này. Gì? Các bạn sẽ uống trầu các bạn nhỉ? Hay đấy, sẽ uống khỏe đấy các bạn nhỉ? Sứa có lắp, hộp tất chia to luôn. Có
cho con nó khỏe. Các bạn này uống hết rồi nha. Tôi vẫn nhép à các bạn ạ. À. Đấy, các bạn này thì uống hết rồi nha. Tôi chưa có người yêu đâu. Ôi, anh ơi, chơi này. Chơi con nữa nha anh em. Là em sẽ trả thù anh nào. 1, 2, xì. Xù xì. Xù xì. Vâng, bây giờ anh xong xong phải uống. Vâng, mình vừa trả thù được anh Sâm rồi các bạn ạ. Thế là anh Sâm thì phải uống. Ừ. Ủa, tức hết cả bụng, không người làm gì nữa. Ngó lắm các bạn này. Mình cũng ngó lắm này. Ngó lắm. Nào anh. Nào anh xem chơi cho nữa. Nào nốt cho cuối anh em ơi. Sô, ô, xì. Vâng, mình thua, bây giờ mình uống nha. Đây các bạn nha. À, mình uống này. Từ từ em ngò quá để em đi đái phát. Các bạn ơi, đợi mình nha để mình đi đái đây. Các bạn giờ tôi sẽ tranh thủ lúc thời gian nó ra ngoài và tôi sẽ chôn nó là mũ nước bột cầu nhà vệ sinh ấy, cho vào lọ này để tẹo nó cho nó uống. Các bạn hãy chờ nó xem á. Giờ tôi sẽ múc nước bồn cầu mà cho chôn thằng kia cho thằng Sơn nó uống vác. Các bạn hãy nhìn. Đấy, mình sẽ múc một nửa thôi, xong rồi tẹo nó đổ thêm sứa vào cho nó uống cho nó giống giống. Các bạn nhìn nhé. Đấy, nước thở đấy các bạn. Dạ. Dạ nó khô không biết. Anh có mới thấy mới mới xì. Đúng. Đấy, rồi. Ok. Xong rồi, giờ tôi sẽ mang vào cho nó uống nghe nhé. Các bạn. Hello các bạn, lúc ấy là mình làm clip mang tính chất vui chơi và giải trí nha.
tuyệt đối các bạn đừng cấm, không được làm như mình đã làm nhá. Và các bạn nếu mà thấy video này hay thì các bạn hãy comment cho mình nha. Nếu video là hay các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Nhớ subscribe và đăng ký kênh ủng hộ mình, và nhớ rung chuông để theo dõi những video tiếp theo nhá. Bye bye.